Thủ môn Jorgin Buceta đã làm nên lịch sử khi nhận tấm thẻ đỏ có 102 của làng bóng đá chuyên nghiệp thế giới với lý do đi tiểu phía sau khung thành. Tiết lộ lý do là thủ môn Jorgin Buceta tranh thủ lúc quả bóng ở bên phần sân đối phương đã chạy đến biển quảng cáo ở phía sau khung gỗ để trút bầu tâm sự. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Trong mỗi trận đấu bóng đá thì diễn viên chính chắc chắn là các cầu thủ trên sân. Các cổ động viên thì rất mong chờ những màn trình diễn tuyệt vời đến từ các cầu thủ ở đội bóng mình yêu thích. Tuy nhiên, ngoài các cầu thủ đang thi đấu trên sân, còn một nhân vật vô cùng quyền lực, đó là trọng tài. Họ cũng được chú ý rất nhiều bởi những quyết định đưa ra trong trận đấu. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem những tình huống các trọng tài cầm cân nảy mực tấu hài trên sân. Ở trận đấu giữa Cruz Azul và Toluca tại vòng 7 giải vô địch quốc gia Mexico, trọng tài Oscar Macias Romo vô tình trợ giúp đội khách Toluca thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Cụ thể là khi một cầu thủ của Cruz Azul băng lên sút bóng trong khi thủ môn của Toluca lao ra ngoài. Bóng đập trúng cột dọc bật ngược trở lại đến đúng vị trí của Jonathan Rodriguez. Cầu thủ này tiếp tục dứt điểm. Tuy nhiên, trọng tài Oscar Macias Romo đã chạy vào, khiến bóng đập chân ông đi ra ngoài đường biên, giúp cho đội khách thoát khỏi một bàn thua trông thấy. Vị trọng tài và cầu thủ vui tính đã tạo nên tình huống ngược đời trên sân cỏ. Trong một tình huống tranh chấp giữa hai cầu thủ hai đội, cầu thủ áo vàng đen trong khi ngã xuống đã đụng nhẹ vào chân vị trọng tài này, và ngay lập tức vị trọng tài này ngã lăn quay. Sau đó cầu thủ này đã rút thẻ vàng phạt trọng tài vì tình huống ăn vạ này. Tất nhiên đó chỉ là một tình huống vui vẻ trên sân cỏ. Cho rằng mình bị phạm lỗi nhưng không được hưởng pha đá phạt, cầu thủ áo đỏ ngay lập tức chạy lại và có hành vi chống đối rất quyết liệt đối với quyết định của vị trọng tài biên. Nhưng vị trọng tài vẫn rất kiên quyết cho đội bóng kia hưởng một quả ném biên. Bắt một trận đấu mà sân trơn bóng ướt như thế này quả là một điều khó khăn với các trọng tài. Trong tình huống mà các cầu thủ tranh chấp quyết liệt như thế này, cộng thêm việc sân ướt, thì việc trọng tài đứng ngay tại trung tâm vụ tranh chấp thì khó tránh khỏi bị va chạm với các cầu thủ. Đề nghị trọng tài nên chọn vị trí đứng thích hợp hơn để vừa bảo vệ bản thân, vừa bảo vệ các cầu thủ khỏi chấn thương. Là một thiên tài đi bóng cùng với nhãn quan nhạy bén, Messi có thể qua người với nhiều cách khác nhau. Nhưng tình huống Messi qua người bằng cách lợi dụng vị trọng tài chính để ngăn cản sự đeo bám của một cầu thủ Celta Vigo là một tình huống mà ai cũng phải thán phục vì độ thông minh của nó. Nó khiến cho vị trọng tài chỉ biết đứng như trời trồng để mặc Messi lợi dụng mình mà thôi. Trong một tình huống khá hy hữu, Jordi Alba đã vô tình bị trọng tài biên cho ăn gậy khi đang nỗ lực chạy về phòng thủ pha ném biên của các cầu thủ Atletico. Mặc dù đó không phải là tình huống cố ý của vị trọng tài, nhưng pha va chạm cũng khiến trận đấu tạm dừng ít phút. Pressure turned this stone into a pearl. Lessons that I learned weren't always thorough. Sugar-coated like a churl. Now I'm really out here on my own. Now my homies acting like I owe 'em. Done extending out my arm. Made a
of money from my palms. Been around and now they say I'm on. I can finally say I'm up now. Quá vui mừng vì được nhận một quyết định có lợi từ vị trọng tài. Chàng cầu thủ này đã không làm chủ được mình nên đã chạy tới bế thốt trọng tài lên. Tuy nhiên ngay sau đó cầu thủ này đã nhận cái kết đắng. Vị trọng tài không hài lòng vì cho rằng đây là một hành động xúc phạm mình. Do đó ông đã quyết định rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của cầu thủ này. Vì vậy các cầu thủ đừng nên giỡn mặt với bất kỳ vị trọng tài nào trên sân thi đấu. Nếu không thì sẽ hối hận nếu làm trọng tài giận đấy. Trong trận đấu ở cúp quốc gia Brazil giữa Boavista và Goiás, trọng tài Da Silva đã bị bắt gặp một hình ảnh mặt dày và cực kỳ đáng xấu hổ. Ngay trước giờ bóng lăn, vị trọng tài này đã nhìn ngang nhìn dọc rồi đi tiểu vào quả bóng đang nằm trước mặt ông. Điều thú vị là Da Silva chỉ cần nới rộng quần một chút chứ không hề vạch quần ra để đi tiểu như bình thường. Hành động của Da Silva có thể qua mắt được mọi người xung quanh, nhưng không may cho ông, có một chiếc máy quay đã soi cận cảnh ông làm hành động xấu hổ đáng lên án. Hands up, ready and gone, been waiting too long. Trust I'm plenty, that's wrong. Old me's dead and that's gone, thank God I'm headstrong. I don't wanna wake up in a doubt that I show them everything I'm about. I ain't never going out, I ain't never did it for no clout. Now I'm sitting pretty, I'm a clown. I can finally say I'm up now 20,000 on a bus down I'm on my way up, going up now And I ain't never gonna touch down, touch down. Nổi tiếng là một vị trọng tài vui tính, Maidin lại khiến khán giả ngoại hạng Anh phì cười vì màn trêu chọc Sergio Aguero sau trận. Trong chiến thắng của Man City trước Chelsea, Aguero là ngôi sao sáng nhất khi anh lập một hat-trick vô cùng đẹp mắt. Sau trận đấu, Aguero đã đến chỗ trọng tài chính Maidin để xin quả bóng mang về làm kỷ niệm. Nhìn thấy Aguero từ xa, ông vua áo đen Maidin đã sẵn sàng hài hước để giấu quả bóng vào sau áo. Hành động nghịch ngợm này của Maidin bị ống kính truyền hình thu trọn. Đến lúc Aguero tiếp cận, ông vẫn tỏ vẻ không biết quả bóng nằm ở đâu trước khi vui vẻ móc áo đưa ra. Là một vị vua sân cỏ nhưng nhiều khi vị vua này cũng bị chịu rất nhiều áp lực từ những quyết định của mình. Nó khiến họ bị chỉ trích, thậm chí bị đuổi đánh bởi sự không đồng tình từ các cầu thủ. Tuy nhiên với sự yêu nghề, họ vẫn rất nhiệt tình trên sân và có những khoảnh khắc rất đáng yêu cùng với các cầu thủ. Dù sao thì chúng ta nên tôn trọng các trọng tài, người cầm cân nảy mực của mỗi trận đấu. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào!